Cảnh sát giao thông mở đường 10 km đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện. Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết. Cô gái bị chồng bỏ vì mỗi năm chỉ tắm một lần. Sập nhà thờ ở Philippines khiến nhiều người thương vong. Clip vừa khởi động xe máy bốc cháy dữ dội khiến ba cậu bé bỏ chạy. Sự việc xảy ra tại Ubon Ratchathani, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại. Trong clip, một chiếc xe máy chở ba đang lưu thông trên đường thì tấp vào lề. Khi người cầm lái đang khởi động xe để tiếp tục di chuyển thì ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ động cơ. Sau đó lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe hai bánh. Hai cậu bé hoảng sợ bỏ chạy kêu cứu trong khi cậu bé còn lại cố gắng hết sức để dập lửa bằng chiếc áo của mình. Phát hiện ra sự việc, những người dân gần đó đã chạy tới giúp đỡ bọn trẻ, khống chế ngọn lửa bằng xô nước và vải ướt. May mắn là không có ai bị thương sau vụ cháy. Cảnh sát giao thông mở đường 10 km đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết, Tổ công tác số 2 thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát Giao thông điều tiết giao thông tại km 06 trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc này, tổ công tác phát hiện ô tô con lưu thông trên cao tốc hướng Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế phương tiện này vội đến gặp tổ công tác hỏi đường đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu người nhà. Qua quan sát, cảnh sát giao thông nhận thấy bệnh nhân trên ô tô có biểu hiện nôn ra máu, ướt khắp người nên đã xin ý kiến lãnh đạo. Sau đó, các cán bộ tổ chức dẫn đoàn đưa ô tô con trên đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức cấp cứu kịp thời. Quãng đường từ cao tốc đến bệnh viện dài khoảng 10 km. Bệnh nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Phong, sinh năm 1970, ngụ thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Sau khi đưa vào bệnh viện, ông Phong được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, may mắn thoát nạn khỏi cơn nguy kịch. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết trên nền bệnh sơ gan, cấp cứu trong tình trạng huyết áp tục. Người lái xe Bentley mui trần chở sư tử dạo phố bị Thái Lan điều tra. Tờ The Nation ngày 24 tháng 1 đưa tin, cơ quan chức năng tại Thái Lan tiến hành điều tra sau khi một đoạn phim gây bão trên mạng xã hội với cảnh một người nước ngoài lái siêu xe mui trần chở theo một chú sư tử con. Đoạn phim đăng trên tài khoản Facebook Madam Manodong hôm 23 tháng 1 cho thấy người đàn ông lái xe Bentley với chú sư tử con đeo xích cổ ngồi ở ghế sau. Người đăng cho biết cảnh trên được quay tại thành phố Pattaya, thủ tỉnh Jamboree. Cảnh sát du lịch Pattaya cho biết, cuộc điều tra được tiến hành với sự phối hợp của cảnh sát xuất nhập cảnh và các quan chức công viên quốc gia nhằm xác định tính pháp lý của con vật và đảm bảo an ninh công cộng. Theo trang tin Khaosat, một số người dân địa phương cho biết, người đàn ông trên thường lái xe chở theo con sư tử hàng ngày và bày tỏ lo ngại. Chiều ngày 23 tháng 1, lực lượng chức năng đến để khám xét một ngôi nhà hai tầng liên quan. Ngôi nhà biệt thự có hàng rào xung quanh nhưng không ai mở cửa. Qua xác minh, chiếc xe Bentley được thuê từ tỉnh Phuket. Đến tối cùng ngày, luật sư của chủ nhân chú sư tử đến gặp cơ quan chức năng và cho biết con sư tử được nuôi hợp pháp. Người này sau đó mở cửa căn nhà trên để cảnh sát kiểm tra. Bên trong có hai chiếc lồng, một chiếc nhốt con sư tử, con chiếc còn lại nhốt ba con chó. Con sư tử giống cái và khoảng 4 tháng tuổi, đăng ký tại tỉnh Ratchaburi và thuộc sở hữu của một người phụ nữ. Theo tờ South China Morning Post, người phụ nữ này tên là Sawansit Kosonen, được phép nuôi sư tử tại tỉnh Ratchaburi, nhưng không được phép đưa con vật ra nơi công cộng. Người này đã nộp đơn xin đưa con vật đến tỉnh Ratchaburi, nhưng chưa được cấp phép. Hiện người phụ nữ này đối diện mức án tù giam lên đến 6 tháng kèm thiền phạt lên đến khoảng 1.400 đô la Mỹ. Cảnh sát cho biết người nước ngoài lái siêu xe mua trần chở con sư tử là bạn của cô Sanquazit đến từ Ấn Độ chưa rõ người này đối diện khả năng bị xử lý ra sao. Phóng nhanh không kiểm soát được, shipper đâm vào siêu xe Rolls-Royce phải đền hơn 3 tỷ đồng. Vụ việc xảy ra tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi chiếc xe Rolls-Royce Phantom đang vào cua, chuẩn bị rẽ sang đường khác ở một ngã ba thì bất ngờ bị xe máy tông vào, cú đâm khá mạnh vào hông làm xe bị móp, kính xe cũng bị vỡ. Được biết người cầm lái xe máy là một shipper đi giao hàng. Do phóng quá nhanh nên tài xế này không kiểm soát được tốc độ của mình. Sau khi gây tai nạn, shipper xin chủ siêu xe bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Chàng shipper sẽ phải bồi thường hơn 1 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 3 tỷ đồng cho phí sửa chữa. Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết. Chiều 14 tháng 2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn, làm chết 214 người, bị thương 504 người. Trong đó, toàn quốc xảy ra 4 vụ chống người thi hành công vụ tại Bắc Giang, Bình Định, Hòa Bình và Yên Bái, làm bị thương 4 cán bộ cảnh sát giao thông. Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý. Về tình hình giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, nhất là các ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết, dẫn đến ùn ứ tại các tuyến ra vào cửa ngõ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc. Đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, cảnh sát giao thông các địa phương đã huy động 118.114 lực cán bộ chiến sĩ Tổ chức tuần tra kiểm soát đã xử lý 71.409 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182,4 tỷ đồng, tạm giữ 1.864 ô tô, 34.082 xe máy, 140 phương tiện khác, tước 18.899 giấy phép lái xe các loại. Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, trong 7 ngày nghỉ Tết, cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 29.099 trường hợp vi phạm. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như thành phố Hồ Chí Minh 2.576 trường hợp, Hà Nội 1.167 trường hợp, Đồng Nai 1.060 trường hợp. Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã phát hiện xử lý 16.756 trường hợp. Thông qua công tác tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 31 vụ phạm pháp hình sự, 32 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý. Vị này thông tin thêm. cô gái bị chồng bỏ vì mỗi năm chỉ tắm một lần. Tòa án thành phố Đài Bắc, Đài Loan vừa chấp thuận đơn ly hôn của một người đàn ông với lý do vợ của người này ở quá bẩn, chỉ tắm mỗi năm một lần và thậm chí chỉ đánh răng hay gội đầu khi nào mình muốn. Nguyên đơn trong vụ việc với danh tính không được tiết lộ, nói với tòa án rằng vợ của mình, một cô gái họ Linh, chỉ tắm mỗi năm một lần và thậm chí không đánh răng hay gội đầu thường xuyên. Người đàn ông này cho biết đã biết đến thói quen vệ sinh của Lin khi cả hai đang hẹn hò. Khi đó Lin thường chỉ tắm mỗi tuần một lần. Tuy nhiên thói quen này càng trở nên tồi tệ hơn khi cả hai kết hôn. Khi đó Lin chuyển sang chỉ tắm mỗi tháng một lần, sau đó nửa năm cô mới tắm một lần và trong thời gian gần đây Lin chỉ tắm mỗi năm một lần. Người đàn ông này cho biết vì thói quen ở bẩn của Lin nên cặp đôi này chỉ quan hệ với nhau mỗi năm một lần và anh không còn cảm hứng gì với vợ nữa. Điều này khiến cho cặp đôi vẫn chưa thể có con. Hiện vợ chồng của Linh đang sống chung với người bố vợ bị tàn tật và gặp khó khăn đi lại. Linh đang thất nghiệp ở nhà nhưng dường như cô cũng muốn chồng mình cũng ở nhà để chăm sóc cho bố vợ và nấu ăn thay vì đi làm để kiếm tiền. Tôi từng có cơ hội vào làm bảo vệ một tòa nhà. Tuy nhiên cô ấy bảo đó là một công việc thấp kém nên không cho tôi nhận việc. Chồng của Linh cho biết, chúng tôi nghèo khó nhưng không ai có thể kiếm được việc làm để có thu nhập. Cặp đôi này sống chủ yếu nhờ vào số tiền ít ỏi xin được từ mẹ vợ. Cho đến năm 2015, chồng Liên chuyển sang sống tại thành phố Tân Trúc để tìm việc. Nhưng sau đó thì Liên cũng tìm đến tận nơi chồng làm để yêu cầu anh phải bỏ việc. Không chịu nổi với thói quen ở bẩn cũng như lười biếng của Liên, chồng của cô đã nộp đơn lên tòa án để xin ly hôn. Liên đã từ chối ký vào đơn ly hôn vì cho rằng cha mẹ của cô đã coi chồng mình như một người con trai và đã phụ cấp tiền bạc cho anh trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trước tình cảnh hiện tại của cặp đôi này, cùng với thói quen ở bẩn của Lin, thẩm phán đã chấp nhận đơn ly hôn của chồng cô. Sập nhà thờ ở Philippines khiến nhiều người thương vong Ngày 14 tháng 2, sàn nhà tầng 2 của một nhà thờ công giáo La Mã tại Philippines đã bị sập trong khi diễn ra một buổi lễ đông đúc khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương theo AFP, vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng sau khi các tín đồ công giáo đến nhà thờ để tham dự ngày thứ tư lễ cho. Ngày lễ của đạo công giáo tập trung vào cầu nguyện và ăn chay. Người đứng đầu văn phòng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai thành phố San Jose del Monte, bà Sina Aysen cho biết đã có một người tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và 53 người bị thương. Người thiệt mạng được xác nhận là một cụ bà 80 tuổi, tử vong sau khi đến bệnh viện vì vết thương lớn ở ngực. Bà Edson nhận định nguyên nhân của vụ việc là do sàn nhà thờ St Peter bằng gỗ có tuổi đời 30 năm đã có dấu hiệu mối mọt, không đủ sức chịu đám đông những người đến tham gia buổi lễ. Các quan chức xây dựng thành phố phát hiện một phần của công trình bị sập đã bị mối mọt. Nhìn từ bên ngoài thì công trình này trông vẫn ổn, chúng tôi không biết nó đang bị mối mọt từ bên trong, bà Edson nói. Hầu hết các nạn nhân đều là người già, đa phần những người bị thương đã bị nhiều vết bầm tím. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy nhân viên cứu hộ đang sơ cứu cho một người đàn ông tại hiện trường vụ tai nạn. Thị trưởng thành phố San Jose, ông Arthur Joseph, đã đóng cửa tạm thời nhà thờ để chính quyền tiến hành điều tra mức độ an toàn kết cấu của tòa nhà. Con trai nhắn tin cho người thân khi đang quá cảnh ở sân bay nước ngoài, người mẹ sốc khi nhận hóa đơn điện thoại khổng lồ. Theo tờ Asia One, Hai mẹ con người phụ nữ họ Lin, 48 tuổi và cậu con trai 14 tuổi di chuyển từ Singapore đến Hungary và có thời gian quá cảnh 2 giờ đồng hồ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì muốn cập nhật thông tin về cho gia đình để người thân yên tâm rằng họ đã đến Thổ Nhĩ Kỳ an toàn, cậu con trai đã liên hệ qua tin nhắn sử dụng dữ liệu chuyển vùng quốc tế trên điện thoại của mình. Nhưng sau đó, người mẹ bị sốc khi phát hiện khoản phí chuyển vùng khổng lồ lên tới 8.944 đô la Singapore, khoảng 164 triệu đồng. Lúc đó tôi đã gọi lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng và ghé cửa hàng để nhờ nhân viên giúp đỡ, nhưng vẫn không được giải quyết. Không ai giải thích về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô Linh kể lại, sợ rằng mình sẽ bị tính toàn bộ số tiền mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Linh quyết định hủy các khoản thanh toán hóa đơn định kỳ của mình. Linh nói rõ rằng cô ấy đã đảm bảo thanh toán hóa đơn điện thoại cơ bản vào tháng trước. Hai bên đã đi đến thỏa thuận và Linh phải trả 500 đô la Mỹ, tương đương 9,1 triệu đồng. Không biết lượng dữ liệu di động đã được sử dụng là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ mức phí 500 đô la Mỹ là có thể chấp nhận được, Linh nói. Người phát ngôn của công ty viễn thông M1 cho biết, cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng chức năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế trên điện thoại di động của khách hàng đã được bật từ trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Lắp camera ở nhà vì lo ngại khi sang nước ngoài công tác, chồng bàng hoàng phát hiện bí mật mà vợ giấu kín hơn 7 năm. Anh Bành Cát Sướng sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã kết hôn với vợ cách đây 5 năm. Sau khi mua nhà, mua xe đầy đủ cho vợ, anh Bành lên đường sang Panama công tác, phát triển sự nghiệp, hy vọng chăm chỉ có thể giúp vợ con sung sướng. Trong suốt những năm nay, anh Bành đều gửi cho vợ là 160.000 nhân dân tệ, khoảng 577 triệu đồng trên một tháng tiêu xài. Thời gian gần đây, do lo lắng vợ con, anh Bành quyết định lắp camera theo dõi, thi thoảng, nắm bắt tình hình. Không ngờ qua camera theo dõi, anh phát hiện vợ thường xuyên dẫn nhân tình về nhà, thậm chí thoải mái thân mật với nhân tình ngay trước mặt con như ôm hôn, ngồi trên đùi ở phòng khách. Sau khi âm thầm điều tra, anh Bành phát hiện nhân tình của vợ là một công chức nhà nước, đã cùng vợ anh qua lại hơn 7 năm. Khi anh Bành liên lạc, anh cho hay sẽ công khai mọi chuyện của nhân tình và khiến cho vợ mất chức. Gái nhân tình còn dọa nạt và nói rằng nếu anh Bành dám làm vậy, gã sẽ sát hại cả gia đình. Giờ này tôi chưa từng thấy một người nào lớn lối như vậy là công chức mà chạy vào nhà ngoại tình với người phụ nữ đã có gia đình, còn trước mặt con cái người ta, bây giờ còn dọa tôi. Anh Sướng nói, về phía người vợ, anh Bành đã quyết định ly hôn và đuổi người phụ nữ ra khỏi nhà anh giữ lại hình ảnh bắt quả tang vợ và công khai tất cả không phải vì muốn trả thù mà chỉ muốn con cái của hai người biết tại sao mẹ nó bị đuổi ra khỏi nhà. Theo anh Bành, anh không quan tâm đến cuộc sống của vợ cũ ra sao, tuy nhiên tổn thất kinh tế vợ cũ gây ra thì anh sẽ bắt cô phải chịu đựng. Đào đưa cũ sáng dây hình người, anh nông dân sốc nặng khi biết được giá trị thực sự. Sự việc xảy ra tại vùng nông thôn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc người đàn ông may mắn đào được củ sáng dây hình người tên là sông sulin được biết củ sáng dây này không chỉ nặng một cách đáng kinh ngạc mà còn trông giống như một vận động viên đang chạy sulin cho biết vì chị gái của anh kinh doanh thuốc và đang rất cần sáng dại hoang dã nên anh đã lên núi tìm và vô tình phát hiện ra nó sulin tiết lộ rằng rễ sáng dây quá to và quá dài nên anh phải cắt bỏ một số cành tổng cộng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới vác được về nhà theo báo cáo, khi Su Linh định làm bột sắn dây thành bột để tặng người thân và bạn bè, một doanh nhân địa phương đã đến thăm và mua nó với giá 5.000 nhân dân tệ, gần 18 triệu đồng. Thật bất ngờ, củ sắn dây này lại bắt đầu hành trình bán lại và giá tiếp tục tăng cao. Su Linh cho biết, sau khi biết tin một ông chủ địa phương đã đến gặp anh để mua củ sắn dây, lúc anh ấy đến đã đưa cho tôi 3.000 nhân dân tệ rất hào phóng. Sau đó mặc cả xong, đối phương ra giá 5.000 nhân dân tệ, sau đó tôi đã đồng ý bán. Lúc đó, Su Linh còn nghĩ mình đã kiếm được một món hời. Thật bất ngờ, một hoặc hai ngày sau, người mua đã bán củ sáng dây cho ông chủ tứ xuyên khác với giá 50.000 nhân dân tệ, gần 180 triệu đồng, gấp 10 lần với giá mua từ tay Su Linh. Ngay sau khi ông chủ tứ xuyên mua nó, một người khác đã đến tận cửa hàng và hy vọng rằng ông chủ có thể bán lại củ sáng dây cho mình với bất kỳ giá nào. Cuối cùng, người này đã mua được nó với giá cao 2 triệu nhân dân tệ. Người mua họ quan sau đó cho biết, vì ông tin rằng củ sắn dây này là loại có trọng lượng lớn nhất và hình dáng có ý nghĩa nhất từ trước đến nay, nên giá trị chắc phải cao hơn so với giá trị thực tế của nó. Củ sắn hình người mà Su Linh tình cờ đào được còn có các tên gọi khác là cát căn, cam cát căn. Thông thường rễ được thu hoạch vào mùa đông, xuân. Củ đào lên được rửa sạch đất cát, bỏ lớp vỏ bên ngoài, cắt khúc hoặc thái lát, sau đó phơi hoặc sấy khô. Đây là một loại thực vật có giá trị dinh dưỡng rất cao, thường được dùng trong đông y. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày